Theo Bộ Y tế, đến nay cả nước ghi nhận hơn 113.400 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 10.000 ca so với tuần trước. Đồng thời, Bộ Y tế cũng ghi nhận 39 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết, tăng 2 ca so với tuần trước. Dự báo là số ca mắc có thể gia tăng và có khả năng bùng phát trên diện rộng nếu như không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Do vậy, đề nghị các địa phương triển khai mạnh mẽ các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy trên địa bàn ngay trong tháng 7 và duy trì hoạt động một tuần một lần tại các khu vực có nguy cơ cao, hai tuần một lần tại các khu vực có chỉ số muỗi, lăng quăng, bọ gậy cao và một tháng một lần tại các khu vực còn lại. Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện, xử lý kịp thời các ổ dịch trong cộng đồng, tổ chức tốt việc phân tuyến, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp tử vong, hỗ trợ cán bộ điều trị có kinh nghiệm cho tuyến dưới để hạn chế chuyển tuyến khi không cần thiết, tránh quá tải bệnh viện.